Ngọc Thơ kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Thực hư chuyện chùa Ba Vàng Tết Giáp Thìn. Ngày 19 tháng 2, trên trang Facebook cá nhân của nhà giáo Thái Hạo có bài Chùa Ba Vàng vắng khách. Thời báo chấm d giới thiệu bài viết này đến quý khán thính giả, nội dung như sau. Mấy ngày nay trên báo và mạng xã hội có nhiều thông tin trái ngược nhau về lượng người đến chùa Ba Vàng dịp Tết này. Báo Tuổi Trẻ thì đăng hình và chạy dòng tít biển người quay kín sân chùa Ba Vàng ngày mùng 8 Tết. Sau đó, dân tình phát hiện ra rằng ảnh này là của năm 2023. Riêng việc này, báo Tuổi Trẻ cần giải trình với dư luận và các cơ quan quản lý nhà nước. Hôm nay, trên nhiều trang mạng lại đăng hình để chứng minh rằng chùa Ba Vàng vắng khách trong dịp Tết. Từ đó, tỏ ý hoan hỷ vì dân đã bớt u mê, đồng thời lên án báo Tuổi Trẻ là việc cẩu thả, thậm chí có động cơ chạy quảng cáo cho chùa Ba Vàng. Hình ảnh status trên Facebook Thái Hạo. Tôi lội vào trang Thầy Thích Trúc Thái Minh, vẫn thấy tràn ngập người trong các video và ảnh chụp suốt từ Tết đến hôm nay. Đặc biệt về sự vắng khách sáng mùng 10 và một số trang Facebook chia sẻ, thì tôi xem trên trang Thích Trúc Thái Minh thấy cách đây 18 giờ đăng thông tin về quê Bắc Ninh mừng thọ hai cụ thân sinh của sư phụ. Bài viết cho biết với tấm lòng tri ân và báo ân đến hai đấng sinh thành của sư phụ Thích Trúc Thái Minh nhân dịp đầu xuân năm mới, các Phật tử chùa Ba Vàng cùng thỉnh sư phụ cùng về quê Bắc Ninh để các Phật tử được vấn an sức khỏe, chúc thọ hai cụ và chúc thọ chung anh em của cụ ông. Như vậy, rất có thể trong một ngày gần đây nhất, Tăng Ni và Phật tử chùa Ba Vàng đã rời chùa và tổ chức các hoạt động ở nơi khác, do đó mới có sự vắng vẻ mà mọi người đang nhắc tới. Từ trang Thầy Thích Trúc Thái Minh, ngày mùng 8 Tết. Cách đây một ngày, tức ngày mùng 8 Tết, cũng trên trang Thích Trúc Thái Minh, đăng tin về lễ khai đàn dược sư, trong đó có đính kèm nhiều ảnh, có những ảnh tràn ngập người. Báo Tiền Phong ngày 17 tháng 2 còn cho biết có gần 100.000 du khách, Phật tử đến chùa Ba Vàng dịp Tết Nguyên Đán Giáp Thìn. Bằng quan sát, kiểm chứng thông tin và suy luận, tôi cho rằng không có chuyện chùa Ba Vàng vắng khách như nhiều trang đã nhận định. Tôi cũng không cho rằng sự kiện xá lợi tóc ngọ nguậy đầy tai tiếng ở chùa này đã giúp bà con tỉnh ngộ, nhất là khi những xử lý của giáo hội và pháp luật nhà nước chỉ mang tính xoa dịu dư luận một cách chiếu lệ, hời hợt. Còn thầy Thích Trúc Thái Minh thì vẫn ngày ngày lên tòa cao, ngụy biện cho hành vi cúng dường xá lợi của mình, khiến đệ tử gật gù và vỗ tay vang khắp núi rừng Quảng Ninh và trên khắp không gian mạng. Trong hoàn cảnh này, việc giải mê và phê phán các trò thao túng tâm lý, trục lợi niềm tin của người dân từ các chùa và sư giả là vô cùng khó khăn, gian nan. Không nên tưởng lầm và vui mừng khi chưa thật sự thấy được kết quả nào đáng kể. 6 tiếng sau status trên, nhà giáo Thái Hạo đăng tiếp một thông tin từ một cựu tín đồ của chùa Ba Vàng nhắn tin cho tác giả cho biết hôm mùng 8 Tết đúng là đông thật, vì họ huy động 100% các đạo tràng của câu lạc bộ Cúc Vàng về chùa để tu bát quan trai và phô trương thanh thế. Tôi thấy ở đây các Phật tử đi hết thầy à, mang theo cả con cháu, thành phần câu lạc bộ La Hầu La. Theo vị cựu tín đồ này yêu cầu giấu tên, thì không bao giờ giải tán được đám u mê đó đâu. Tất cả họ đều được quy y miễn phí và được kết nạp vào câu lạc bộ Cúc Vàng do cô Yến lãnh đạo. Có chỉ đạo hàng ngày từ trên xuống dưới, hàng tháng có họp định kỳ trực tuyến. Có đến 600 đạo tràng trong cả nước trực thuộc câu lạc bộ Cúc Vàng. Cô gọi đến chùa là đến, cô bảo đi đâu là đi. Và tất nhiên, người chỉ đạo cô là thầy Minh rồi. Nguy hiểm nhất là con cháu các Phật tử đó cũng tham gia câu lạc bộ La Hầu La, cũng do cô Yến phụ trách và cũng sinh hoạt hàng tháng qua Zoom. Các cháu cũng ngồi nghe cô Yến giảng đạo lý, lồng cả sự mê muội vào. Câu lạc bộ Cúc Vàng do bà Yến cầm đầu, hoạt động rất mạnh và có các cấp, từ chùa đến các tỉnh, các huyện, các xã, thị trấn. Cô Yến bảo ngày mai có mặt ở chùa thì đố ai dám vắng mặt, trừ trường hợp bất khả kháng thôi. Chỉ có giải tán câu lạc bộ Cúc Vàng hay thầy Minh chuyển đi qua chùa khác thì may ra mới hết đám u mê. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ thời báo chấm d với bản tin Thực hư chuyện chùa Ba Vàng Tết Giáp Thìn. Người Việt sợ hãi trước bất công nhưng hăng hái cầu thánh thần chiếu cố. Ngày 18 tháng 2, báo Tiếng Dân đăng bài Chùa và chợ của nhà thơ, nhà giáo Thái Hạo. Thời báo chấm d giới thiệu bài viết này đến quý khán thính giả, nội dung như sau. Nhìn biển người tại sân chùa Ba Vàng ngày mùng 8 Tết.
Tôi lại nhớ vụ việc thu phí dã man như cướp ở các chợ những ngày qua mà mình đã phản ánh hình ảnh bài trên báo Tiếng Dân. Có một trường hợp gần như duy nhất vào nhắn tin cho tôi, chia sẻ về nạn cướp chợ nơi anh ta buôn bán. Nhưng một dòng thông tin thì ba bốn dòng dặn dò, anh đừng đưa lên nhé. Tôi nói yên tâm, tôi không bao giờ đưa thông tin của ai lên khi người ấy chưa đồng ý. Mà thật ra tôi cũng không rảnh đến thế đâu. Nhưng sau đó anh ta đã thu hồi luôn tin nhắn, anh ta sợ, sợ đủ điều. Hầu hết bà con tiểu thương khi đọc được những bài viết ấy của tôi chắc cũng có chút mừng thầm, nhưng tuyệt nhiên im lặng. Họ chờ ai đó sẽ làm thay cho mình, hoặc đợi mọi việc tự thay đổi. Họ sợ phiền phức, rắc rối, sợ trả thù, sợ bóng, sợ gió, sợ đủ kiểu. Họ sẽ than thở hay chửi bới cho vợ, cho chồng nghe trong nhà. Nhưng ra chợ thì nín thinh, và cứ thế đưa tiền, dù trong bụng tức tối. Điều này đã khiến cho tôi buồn bã và cả giận dữ. Khi nhìn một tình trạng dân chúng gần như tê liệt trước bất công, sai trái, nỗi sợ hãi đến hoang đường dẫn đến khiến họ đánh mất đi những phẩm chất làm người vốn dĩ là tự nhiên nhất và cứ thế sống đời nô lệ trong huyết quản. Hình ảnh chùa Ba Vàng đông nghịch ngày Tết. Thế nhưng họ hăng hái đi chùa, xa mấy cũng đi, để cầu, để xin, để mong được thần thánh chiếu cố. Họ sẵn sàng quỳ sụp xuống trước những pho tượng đất sét, quỳ sụp xuống trước những kẻ giả sư với một niềm tin và ý chí không gì lay chuyển. Họ đổ về các chùa, đền, phủ. Họ tranh nhau nhét tiền vào tay tượng Phật, họ dành nhau dâng tiền cho các giáo chủ phái cúng dường. Họ quỳ xuống để mong được công bằng sẽ đến với mình, họ chắp tay để cầu lẽ phải và bình an. Nhưng khi bị chà đạp và bóc lột, họ tuyệt đối im lặng. Họ thuê xe rủ nhau đi chùa cách xa hàng trăm cây số để lạy, nhưng không ai lên ủy ban xã ngay sát nhà để kêu đòi quyền lợi và phản ánh bất công. Phật nào cứu nổi những người bạc nhược, đớn hèn và chỉ biết hối lộ thần thánh như vậy? Đôi khi tôi đành thở dài, cũng chẳng biết trách ai, vì sống như thế chúng ta xứng đáng bị giẫm đạp. Tiếng thở dài của nhà giáo Thái Hạo nghe não lòng, và không chỉ mình ông thở dài, nhiều người phản biện, người đấu tranh trước đây và bây giờ đều thở dài như ông. Hình ảnh một gã giả sư. Cách đây nhiều năm, nhiều nhà hoạt động từng rất tích cực trong phong trào đòi dân chủ cho Việt Nam đã phải lắc đầu ngao ngán, hỏi một câu tương tự nhà giáo Thái Hạo rằng: dân tộc này xứng đáng bị cai trị như thế. Bởi người Việt sợ hãi đến mức chỉ một cơn gió thoảng qua cũng khiến họ giật thót mình. Một nhà hoạt động từng kể, những người bạn của cô đã rất hùng hồn khi lên án bất công chỗ nọ chỗ kia trên bàn nhậu. Họ biết cả đấy, không phải họ bị mù thông tin đâu. Nhưng khi cô cất tiếng hát bài hát của Việt Khang, xin hỏi anh là ai, thì những người bạn kia đều lần lượt tìm cách đứng dậy, bỏ đi. Và họ nhìn cô như nhìn một sinh vật lạ. Cũng chính vì nỗi sợ hãi đã ăn sâu vào tận xương tủy, nên trước bất công, họ không dám kêu gào với ai, thì đành phải bấu víu vào cửa Phật, với hy vọng số tiền cúng dường của họ sẽ khiến Đức Phật, khiến ơn trên đoái thương, mà bất chấp triết lý, giáo lý của nhà Phật. Không rõ họ có hiểu rằng hành động của họ đang bôi xấu đạo Phật và tiếp tay cho những kẻ giả sư kia lừa đảo người dân, khiến những người thành tâm hướng Phật xa lánh cửa chùa. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ Thời báo.d với bản tin Người Việt sợ hãi trước bất công nhưng hăng hái cầu thần thánh chiếu cố. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này để nhiều người cùng biết, cũng như bấm nút đăng ký kênh YouTube và Facebook của Thời báo.d để được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Ngọc Thơ Thời báo.d